A Đà Phật xin đại chúng hoan hỷ niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng ta học tiếp bài kinh Chồng Đức số 4. Buổi trước chúng ta học đến đâu rồi ha? Học tới chỗ đó rồi đúng không? Để chúng ta học xong phần hoàn cảnh, học xong sang cái phần tránh kinh số 1 là những đặc tính của Bà La Môn đúng không? Dạ. Năm đặc tính của Bà La Môn là những cái gì? Dạ đúng rồi. Well born on both sides. Người thứ hai là cái gì? Cái này hoặc là có thể chúng ta dùng cái từ gọi là well versed in the three Vedas. Chúng ta có biết ba quyển Veda là cái gì không? Có năm quyển. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là khởi thủy của nó là chỉ có 3 cuốn thôi. 5 cuốn là sau này thêm vô phân tích thêm. Chúng ta có biết 3 cuốn về Đà là cuốn gì không? Thôi mình biết luôn, cái cuốn thứ nhất của nó được gọi là Rig Veda. Chúng ta cứ nghe nói về Đà và văn học về Đà, chúng ta biết để xem là cái nội dung của nó như thế nào. Cái này là Knowledge of the hymns of praise, là như bên Thiên Chúa giáo nó gọi là các cái bài thánh ca để ca ngợi về các cái vị thần. Rồi cuốn thứ hai là Sama. Dạ đúng rồi. Được chưa? Cái này là knowledge of the knowledge of the melodies. Cái này họ dùng để cái mục đích họ dùng để recitation. Là hát lên ca lên á. Yeah. Còn knowledge of the melody là cái cuốn về đề thứ hai. Cái này là chanting, tức là giống như tụng kinh của chúng ta đấy. Nó cái này thì nó gồm có là những cái bài
bài kinh hoặc là cái bài chú mantra đấy. Và thứ ba là Yajurveda. Cái này là chữ K là knowledge ha. Viết tắt knowledge of the knowledge of the sacrificial formula. Jaru. Cái này là Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda. Yeah. Cái này là các cái nghi lễ, nghi thức tế lễ đấy. Chúng ta thấy là cái phần tế lễ rất là quan trọng ở trong Veda, gồm nguyên một cuốn, nguyên ba tập Veda thì nó có một cuốn nói về cái điều tế lễ đó. À, như cái bài này, họ cũng hát thánh ca rồi cũng nói chung là cũng tụng đọc cũng như mình thôi. Tế lễ của họ thì nói chung thì cũng đọc chú giống mình đấy, Úm Bani Bát Minh Hồng ấy. Cái từ úm là trong đạo Phật đây là chúng ta không phải là copy, mà tức là chúng ta lấy cái từ hum hum rồi là nó cũng có nguồn gốc từ thánh điển Vệ Đà đó. À, để lát nữa chúng ta sẽ nói. Yeah. Chúng ta thấy là ba tập Vệ Đà của nó phần lớn là chỉ có cái mục đích duy nhất là hát lên và tán tụng và ca ngợi các vị thần, và từ cái đó để có được những cái mà thương tưởng của các thần để mà ban phước cho chúng ta. Nó khác với cái đạo Phật của chúng ta là chúng ta cũng, để lát nữa sẽ thấy chúng ta cũng có tán tụng, cũng hát hò, nhưng mà chúng ta thấy là cái việc đó không phải là việc chính của chúng ta. Cái việc là sao? Lại có chứ. Triết lý là kinh chú ở đây nó cũng có này. Đã có nhiều chứ. Chúng ta thấy là trong ngay như năm cái đặc tính thì chúng ta thấy là nó cũng rất giống đạo Phật. Đạo Phật là có trí tuệ rồi có giới đức, thì ở đây họ cũng có. Và chúng ta thấy là trên thực tế là đạo Phật của chúng ta ngay cái này cũng có. Để lát nữa phân tích thì chúng ta thấy là rất nhiều điểm tương đồng giữa đạo Phật của chúng ta với lại đạo Bà La Môn. Mặc dù là cái triết lý của đạo Bà La Môn nó không có nhiều và không có đi sâu mà như chúng ta, nhưng mà nó cũng vẫn có đầy đủ. Cái này xong chưa? Yajur. Đó là cái tên tiếng Sanskrit. Cái này được chưa? Xóa nhé. Xóa lấy chỗ này. Rồi cái thứ ba tập này ra xong rồi nè. Rồi ba là cái gì? Thành xong. And pleasing đúng không? Chúng ta cười vậy thôi, nhưng mà lát nữa chúng ta thấy là cái này nó cũng có một cái cũng có một cái triết lý ở trong đó. Yeah. Hình như lần trước có nói rồi đúng không? Yeah. Rồi thứ tư là giới hạnh, virtue. Thứ năm, wisdom. Thì chúng ta thấy là họ cũng rất là khắt khe. Nếu mà nói là có thể là không kém thì đạo Phật, chúng ta thấy là này, trí tuệ có, giới đức có, rồi là tức là phải rất có trí tuệ để mà thành một vị Bà La Môn, là chúng ta thấy là năm cái điều kiện này là khó mà ai có thể đầy đủ được hết.
Rồi khi mà Đức Phật hỏi về ba tập Vệ Đà là năm đặc tính của một vị Bà La Môn như thế nào, thì là ông này ông ấy biết là trúng tổ thì ông mừng quá, bắt đầu ông ấy đứng lên hãnh diện, ông ấy trình bày rất rõ ràng cụ thể là có năm cái đặc tính này. Thứ nhất là phải huyết thống này, nếu mà chúng ta muốn ngắn gọn thì chỉ cần cái này là được rồi. Huyết thống thanh tịnh, tức là chúng ta thấy là sao? Chữ K này là viết tắt của chữ knowledge. Là sau này nó phát triển, nó có ba bốn giai đoạn, tức là giai đoạn đầu tiên đó. Trên thực tế là đạo Ấn Độ giáo ngày xưa nó là đa thần, đầu tiên nó là đa thần giáo. Chúng ta biết tại sao đa thần giáo không? Bởi vì thờ tùm lum, tức là gặp cái gì là ra vị thần đó, gặp cái gì là ra vị thần đó, rồi ra đa thần, xong rồi sau đó phát triển đến nhất thần. Nhất thần là như nào? Một là thờ ông nào? Là đúng rồi, ông Phạm Thiên. Rồi sang cái giai đoạn thứ ba là nó đi vào phần nhiều là về triết học Upanishad. Và đạo Hindu chính là tiếp nối sau này của đạo Bà La Môn của chúng ta, của Ấn Độ giáo bây giờ. Dạ, cái giai đoạn phát triển đầu tiên của nó là gồm ba cái giai đoạn này: đa thần, nhất thần, rồi đến cái này gọi là áo nghĩa thư. Rồi sau đó là biến chứng của nó là đến đạo Hindu Upanishad. Dạ. Đạo Bà La Môn chính là cái này này, thờ Phạm Thiên này. Brahmanism, tức là Phạm Thiên là gì? Brahma. Từ đa thần đến nhất thần tính là đạo Bà La Môn. Và sau đó là đi đến triết học Upanishad là áo nghĩa thư. Rồi sau này đạo Bà La Môn không còn nổi trội nữa thì bắt đầu bây giờ là gọi là Hindu, đạo Hinduism, Ấn Độ giáo. Cái chỗ này xóa bớt đi được chưa? Để cho nó đỡ rắc rối. Chúng ta thấy là ba cái tập Vệ Đà nó chỉ có thế thôi, để đi vào các cái nội dung để chúng ta thấy là mặc dù nó có đề cập đến giới đức và trí tuệ, lát nữa chúng ta sẽ thấy là nó không có chiều sâu như đạo Phật. Thì khi mà được Đức Phật hỏi về các cái đặc tính của Bà La Môn thì ông ấy nói một cách rất là khẳng khái, gồm có năm cái điều kiện này. Và chúng ta biết là Đức Phật rất là lịch sự, Đức Phật đồng ý liền, Đức Phật nói là đúng. Nhưng mà Ngài rất khéo léo, Ngài nói rằng là bây giờ trong năm cái điều kiện này có thể bỏ bớt được cái điều kiện nào mà vẫn được gọi là Bà La Môn một cách chân chánh không? Thì bỏ điều kiện nào? Đúng rồi, nó bỏ cái anh đẹp trai này trước. Bởi vì chúng ta thấy là đây là theo cái thứ tự rất là quan trọng, cái huyết thống này này, cái huyết thống của họ là vô cùng quan trọng. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái mức độ quan trọng của nó như thế nào. Thì khi mà được hỏi như vậy, ông nói là vậy thì thôi, cố gắng thì trong năm điều kiện đó bỏ bớt cái điều kiện thứ ba là nhà đẹp trai và khả ái. Thì nói rằng là một cái người, cái này của nó cũng có cái đạo lý của nó. Chúng ta nghe, chúng ta đọc nó buồn cười, nhưng mà trên thực tế nó có cái đạo lý của nó, tức là phải có phước đức lắm thì mới sinh được đẹp trai, chứ còn nếu mà không thì không tu phước thì chúng ta thấy là sẽ rất là xấu xí. Và chúng ta ở đây chắc không biết chúng ta có được học uy nghi của người xuất gia, các vị mới tu chắc có học đúng không? Tức là hữu uy khả uy, hữu nghi khả kính, tức là
đường đường tăng tướng mà chúng đức nhom nhom ấy thì khó lắm. Đường đường tăng tướng phải chúng đức và uy nghiêm. Thế là khi mà có uy, không biết là ở đây thì chắc là phương tiện, chứ còn ngày trước là vào chùa là ít nhất ấy, là phải 2 năm là training ạ. Thầy được training kỹ lắm, 8 năm luôn. Bởi vì quậy quá. Quậy quá cho nên phải training 8 năm mới xong cái phần vi nghi đó, mới bắt đầu mới được thọ giới. Chúng ta có, bây giờ thì chắc cố gắng là chúng ta rút xuống giờ ít quay rồi, cho nên là nhiều khi một tháng cái là đã đè ra cao đầu rồi. Không cao đầu ở đây thì nó không đi tù. Thì chúng ta thấy là cái mà có cái uy nghiêm, handsome và pleasing, đó chính là cái uy nghiêm, cái uy nghi của nó. Chúng ta thấy là trước khi mà vào làm một cái người xuất gia, kể cả trong đạo Phật cũng vậy, là 24 chương uy nghi. 24 chương uy nghi rồi 10 giới sa di là phải nằm lòng, cách hầu thầy như thế nào, rồi chánh điện ra làm sao. Khi mà xong cái này đó, bắt đầu mới có thể đi tiếp được. Thì cái này nó chính là cái này thôi, handsome and pleasing, tức là đẹp lòng người đó. Đẹp lòng người thì nó chính là cái uy nghi, là phải học thôi. Cho nên nói nó vậy thôi, nhưng mà nó có cái đạo lý của nó. Thì khi mà được Đức Phật hỏi như vậy thì ông nói là thôi, thì bây giờ số 14 á, 14 là trang số 117. Thì ông nói là thôi, thì bây giờ nếu mà bỏ thì thôi, bỏ cái điều kiện đẹp trai này đi. Bởi vì đẹp trai mới lại khả ái thì có nghĩa gì nếu như mà cái người đó mà huyết thống vẫn thanh tịnh, rồi rất giỏi và có đức đức và có trí tuệ thì vẫn có thể được gọi là Bà La Môn. Thì Đức Phật lúc này cũng đồng ý rồi, nhưng mà Ngài không có dừng ở đó. Ngài nói rằng là thôi thì bây giờ lỡ bỏ một cái rồi, chúng ta thấy là bỏ một cái năm cái này đó, trước khi mà Đức Phật hỏi đó là một cái tường thành rất là vững chắc, không ai có thể phá hủy được. Nên là để mà trở thành một vị Bà La Môn là phải bảo đảm được năm cái điều kiện này, thiếu cái điều kiện này là không được. Thì bây giờ cái điều kiện thứ nhất đẹp trai đã lung lay rồi, thì năm cái anh này cũng sẽ lung lay theo. Dần dần sẽ bị hết, không còn vững chắc nữa. Thì Đức Phật nói rằng là vậy thì thôi, bây giờ trong bốn cái điều kiện này bỏ thêm được cái nữa được không? Không có, số 1 chưa có bỏ được. Họ rất là quan trọng, cái này rất là quan trọng. Thì ông ấy tần ngần nghĩ một hồi nữa, ông ấy cố gắng lắm, bảo thôi nếu mà Ngài đã hỏi như vậy thì cố gắng lắm nữa ấy, thì thôi bỏ cái số 2, tức là bỏ chú thuật. Bỏ chú thuật đây tức là gì? Tức là cái huyết thống. Huyết thống phải giữ, bởi vì là cái chủng tộc, cái chủng tộc mà Bà La Môn sinh ra nó phải là Bà La Môn rồi. Thì theo cái huyết thống của họ đó, thì là cái này chưa cần biết là ông có giỏi hay không, nhưng mà sinh ra cái đã là Bà La Môn rồi, cho nên là chưa có thể bỏ cái thằng này được, mà phải bỏ cái anh này trước. Thì bỏ mất ba vị đề, thì chúng ta thấy là nhiều khi ngay trong đạo Phật chúng ta cũng thế thôi. Chẳng hạn như mà một ông thầy mà ông ấy tu, nói cả cô nữa, không có mỗi ông thầy thôi gì đấy. Tức là một thầy hay một cô nào đó vào tu mà không giỏi, nhưng mà sống rất là thương giúp đỡ người khác, tức là có giới đức ấy, ta vẫn quý, ta vẫn kính, ta vẫn đến cúng dường thôi. Thì cái việc mà không đi học, không giỏi, mà ngày xưa chúng ta biết là Việt Nam chiến tranh tùm lum ấy, đâu có được học đâu. Vào chùa thì biết tụng kinh có mõ rồi giữ gìn giới hạnh thôi, người ta vẫn kính trọng, vẫn đâu ra đấy. Cho nên là ông nói thôi thì không giỏi cũng được, nhưng mà sinh ra huyết thống là Bà La Môn, là được gọi Bà La Môn rồi, nhưng mà lại có giới đức và có trí tuệ nữa thì vẫn được gọi là Bà La Môn, cho nên không sao cả. Thì cái đó là cái số 15 đó. Thì chúng ta thấy là cái gạch đầu dòng thứ hai của 15 đó là tôn giả có thể được trong bốn đức tánh đó có thể bỏ chú thuật. Thật vậy, chú thuật có thể làm được gì khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ? Chúng ta thấy là cái huyết thống rất là quan trọng. Trang số 117 cuối cùng đó, số 15 đó. Huyết thống thanh tịnh mà vị ấy lại là nhà chú thuật thông hiểu vệ đà danh nghĩa lễ nghi, người học rộng rồi. Đây cái chỗ mà chúng ta hỏi đây,
Chúng ta thấy là cuối trang 117, vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, những đức tính này vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Để có thể chân chánh nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy không phải lời nói dối, tức là bỏ handsome, bỏ đẹp trai, rồi bỏ luôn cả thú thuật đi. Có một cái đoạn như vừa nãy có người thắc mắc, đó là cái người đệ nhất hay đệ nhị, tức là người thứ nhất hoặc người thứ hai trong những người cầm muỗng là như thế nào, chúng ta biết không? Dạ đúng rồi. Cái đạo Bà La Môn tức là đạo nổi tiếng về thần lửa, tức là dùng lửa để tế lễ. Bây giờ vẫn vậy. Ở trong trường đợt trước có ông thầy đến mà trong cái hội thảo chúng ta đó, ông thầy mà đắp y trắng trắng đó. Cái ông thầy đó gọi là Victor đó, ông vẫn làm cái lễ tế thần, tức là vẫn dùng cái muỗng là múc đồ ăn bơ vào để mà tế thần, đốt lửa để tế thần đó. Ông vẫn làm cái lễ đó lâu lâu, đôi ba tháng ông lại làm lễ một lần, ông mời mọi người tới, thầy có tới thầy dự cái lễ đó một lần này. Đệ nhất đệ nhị ở đây tức là gì? Tức là cái người phải thật giỏi. Trong những cái người đó là những cái người, rất nhiều người có thể làm được cái lễ tế rồi cúng bái cũng rất là giỏi, tán tụng cũng rất là giỏi, nhưng mà phải là người thiệt là xuất sắc thì mới có thể được gọi là một cái vị Bà La Môn chân chánh. Thì ở đây chúng ta thấy là cũng giống như bây giờ đấy, chúng ta thấy là ba cái tập Về Đà, như vừa nãy đang nói lại, phần lớn là để mà ca tụng, để mà ca ngợi các vị thần. Chúng ta thấy là những cái lời đó không phải là cái lời mà tự Việt đặt ra, tức là những cái người Bà La Môn này có tu tập, có những cái chứng đắc và họ thốt ra những cái câu nói, những cái câu chú, tức là để nói lên cái sở ngộ của họ. Mà như chúng ta có gọi là trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ, đó là những cái bài thơ, những cái bài kệ mà nói lên cái tâm đắc họ sau khi mà họ tu tập, họ đạt được giải thoát giác ngộ. Thì ở đây những cái người Bà La Môn sau này đó là đệ nhất hay đệ nhị, để mà nói lên, tán tụng lên, hát lên những cái lời đó, hát những cái lời thánh ca, hoặc tụng đọc những cái bài ca vịnh, hoặc là những cái bài chú đó, thì họ cho là những cái người giỏi, người giác ngộ. Và chúng ta thấy là cái đó là cái mà như lần trước chúng ta học xong một cái bài gọi là gì? Tức là chỉ được làm. Còn nhớ cái này không? Tức là những cái người mà tu giới đức và trí đức đó, mà vào rừng rồi là chỉ ăn trái cây ấy. Chúng ta thấy là tức là gì? Tức là chỉ biết tụng đọc lại những cái bài đó, tức là lặp lại những cái lời giác ngộ của người khác đó, thì những người đó chỉ được gọi là thị giả cho những cái người mà được gọi là giác ngộ thôi. Thì ở đây cũng giống như vậy, những cái người tu đạo Bà La Môn này thông ba tập Vệ Đà này mà hát lên, nói lên, ca vịnh lên, rồi tán tụng lên những cái lời này, thì có giỏi cơ mấy cũng làm thị giả cho những người mà đã giác ngộ thôi. Thì tương tự như bây giờ chúng ta thấy là chúng ta biết là ở Ấn Độ là tế lễ là một cái vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy là trong đạo Phật cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều từ Ấn Độ qua Trung Quốc, bây giờ quá trời những cái đàn tràng. Ở đây nói không phải là nó cũng có cái tầm quan trọng của nó, nhưng mà chúng ta nhiều khi đi quá thiên vào những cái đàn tràng đó, nó làm mất ý nghĩa. Chúng ta thấy là có tế lễ hay đến mấy thì chúng ta cũng làm thị giả cho mấy cái thầy trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ thôi, chúng ta cũng không có thể mà giải thoát giác ngộ được. Nhưng mà nó có một cái lợi ích của nó cũng có lợi ích. Nói như vậy mà không nói là không có lợi ích thì không đúng. Nó có lợi ích ở chỗ nào? Nè, đúng rồi. Tức là nó làm cho cái tín tâm tăng trưởng. Thế là đàn tràng thanh tịnh, trang nghiêm ấy, thì cái tín tâm của người ta cũng phát triển mạnh mẽ. Thì cái việc tụng kinh của chúng ta cũng vậy. Tụng kinh cũng chính là tán tụng thôi. Tức là chúng ta đọc lại những cái lời Phật dạy, thì cái đó là chúng ta có thể suy tư lời Phật dạy, và nó đưa... Cái thứ hai nữa, đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm, đọc những lời kinh đó mà có gì thì chúng ta thấy là nó khởi lên tín tâm. Mà cái con đường tu của chúng ta là có 5 bước, còn nhớ không? Từ tín xong đến gì? Không phải.
cái đấy là năng lực nó khác. Con đường tu của chúng ta đó là đi đến giải thoát giác ngộ chứ không phải tín tấn niệm định tuệ. Tín rồi. Đúng rồi. Con đường tu của chúng ta lần trước học ở trong kinh Trung Bộ đó, hoặc là văn tư tu đó, rồi nếu mà thêm nữa là tín, văn, tư, tu và cuối cùng là sẽ chứng. Khi mà chúng ta có tín tâm đó thì chúng ta mới đi đến để mà nghe pháp, và khi mà nghe pháp rồi đó thì chúng ta mới suy nghĩ cái pháp đó có hợp lý hay là có áp dụng cho mình không, thì chúng ta bắt đầu mới tu, và khi mà tu rồi thì nhất định chúng ta sẽ chứng. Và khi mà chúng ta thấy là có văn, có tư, có tu rồi ấy, thì cái tín tâm của chúng ta nó sẽ phát triển hơn nữa, nó bổ sung cho nhau. Bắt đầu vào đó bao giờ chúng ta cũng phải cần cái tín tâm này trước, cho nên cái việc ca vịnh hay là tế lễ đó nó cũng có một cái lợi ích là làm cho chúng ta tăng trưởng cái tín tâm này. Sao ạ? Mới có người khoe không có qua 4 cái đầu vẫn chứng. Cái đó là phải xem lại là xem chứng cái gì, chứng trái táo hay trái lê. Cái con đường của đạo Phật chúng ta thấy là qua rất nhiều kinh điển đó, qua tất cả những cái bài chúng ta đã học là nó đều có một cái trình tự, cái tuần tự. Trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, Sa Môn Quả chúng ta thấy là có 7 lợi ích của một sa môn, thì chúng ta thấy đó cũng chính là một cái trình tự chúng ta đi tu từ thấp đến cao, từ lợi ích thế gian là lợi ích thiết thực thế gian này, rồi chúng ta đến là giữ quy tam bảo này, rồi giữ giới này, rồi chúng ta chánh niệm tỉnh giác vân vân, rồi cho đến cuối cùng là chúng ta vượt qua thế gian đó, là được giải thoát giác ngộ. Chúng ta thấy là 7 cái bước đó, còn nhớ trong cái bài Sa Môn Quả không? Còn nhớ không ạ? À, nhắc thì nhớ. Sa Môn Quả là chúng ta thấy là lợi ích thiết thực, tức là gì, lợi ích cái gì, được mọi người kính ngưỡng này, mọi người kính trọng này, hên xui không biết có nhớ hết lắm. Thứ hai là giữ giới này, thứ ba là hộ trì các căn này. Có sự trợ giúp rồi, mừng quá. Họ chỉ các căn. Thứ tư là cái gì? Tránh niệm tỉnh giác, đúng không? Nè, giỏi hơn thầy rồi. Thứ năm là tránh niệm tỉnh giác rồi. Còn cái gì? Rồi thứ sáu là cái gì? Chứng được các định. Các định hay là còn gọi là ngũ minh. Ngũ minh là từ minh 1 đến minh 5 chứ chưa được minh 6. Minh 6 là lậu tận minh là số 7. Dạ, chưa. Lậu tận minh tức là chúng ta đắc được quả A-la-hán, được giải thoát giác ngộ. Thế còn tu mà thành Phật thì nó còn phải trải qua một thời gian nữa, như lần trước chúng ta có nói đó. A-la-hán, Đức Phật là một A-la-hán, nhưng mà là A-la-hán làm sao? Chánh đẳng giác. Rồi chánh trí chánh kiến là cái chung. Chánh trí chánh kiến ấy là nó đưa đến các định và các minh và giải thoát. Chúng ta thấy là A-la-hán đến đây tu theo 7 cái bước này là chúng ta đắc được quả A-la-hán, nhưng mà chưa chắc đã phải là thành Phật. Thành Phật mà chánh đẳng chánh giác đó thì chúng ta còn phải qua một cái giai đoạn của trong tam quy là gì? Quy tăng đó, độ tất cả chúng sinh. Khi mà hoàn mãn rồi ấy, thì lúc đó chúng ta mới thành Phật, còn không thì chúng ta chỉ bình thường là một vị A-la-hán thôi. Thế chúng ta thấy là cái con đường tu của đạo Phật
chúng ta gặp đi gặp lại rất nhiều rồi, ngay trong bài kinh này cũng vậy và bài kinh sau cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái này là cái mà lặp đi lặp lại, là chúng ta thấy là rõ ràng con đường là bắt buộc chúng ta phải đi. Ai mà nói là sống mà không cần mọi người kính trọng mà được giải thoát giác ngộ là ông ấy tào lao rồi. Sống ở giữa cuộc đời là bị người ta đi đến đâu cũng được người ta nhiệt tình xua đuổi là chúng ta thấy là có chuyện rồi. Mà sống nói là không giữ giới mà nói là đắc được quả giải thoát, mà thấy là đi ăn trộm ăn cắp rồi làm tùm lum mọi thứ mà bảo được giải thoát giác ngộ là không được rồi. Mà sống mà không hộ trì các căn, tức là đang ngồi đây này thấy trong bếp ngửi thấy mùi thêm cái bỏ xuống chạy ra kia ăn những đã thì quay lại đây thì chúng ta thấy là nó đã chật lất rồi. Chúng ta thấy là con đường đó là con đường mà chúng ta phải đi, bắt buộc phải đi. Nếu mà không có những cái này mà nói, hoặc là không có tín văn tư tu chứng đó, mà nói là không có bốn cái này mà chứng được ấy, là chỉ có chứng cái trái táo thôi. Rồi chúng ta đi tiếp. Chúng ta thấy là cái mà tán tụng lễ bái đó thì nó cũng có lợi ích, nhưng mà nó lợi ích ví dụ như mà cái bước đường của chúng ta đi có 16 bước, 16 bước là chúng ta thấy là bắt đầu từ tín chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta chỉ tán tụng thì nhiều khi được 1/2 của tín thôi. Chúng ta thấy là 16 bước đây mà cái bước đầu tiên chúng ta mới được 1/2, mà không biết có được 1/2 không ý. Hên xui cho lên, cho làm tròn lên 1/2 thôi. Tức là có chia ra cái này thông thường ấy, chúng ta thì có 7 bước thôi, nhưng mà nếu mà chia trẻ ra trong một số các bài kinh khác chúng ta sẽ học, tức là nếu mà trong bài kinh Sa Môn Quả chúng ta lật lại ra, chúng ta thấy là nó sẽ có 10 chia ra từng ví dụ như chứng các định ý, thì nó chia ra định số 1, định số 2, định số 3 thì nó thành ra cái số đó thôi, chứ không có gì cả. Chúng ta cứ nhớ 16 nó nhiều quá, chúng ta nhớ 7 đủ rồi. Có mấy cái định lại, chúng ta chứng một cái định là chúng ta phải được cả 4 thôi. Rồi cái điều kiện thứ hai đã lung lay, đã bị sụp đổ. Rồi bây giờ đến cái điều kiện thứ ba, Đức Phật nói rằng là thôi bây giờ bỏ được hai điều kiện rồi thì ông thử xem là trong ba cái điều kiện còn lại thì có thể bỏ được cái nào nữa không? Thì bỏ cái gì? Đúng rồi, bỏ thọ sanh. Đây thấy có ngay. Rồi bây giờ chúng ta thấy này, ở số 16 trang số 118 đó. Số 16 tức là gì? Ông Đức Phật hỏi rằng là trong ba đức tính đấy có thể bỏ được đức tính nào mà vẫn có thể được gọi là Bà La Môn chân chánh không? Thì ông ấy suy nghĩ một hồi, ông ấy cũng đắn đo lắm, thì ông nói là có thể bỏ được thọ sanh. Thì chúng ta sang số 17 này. Khi nghe nói vậy, những Bà La Môn kia nói với Bà La Môn Sonadanda: Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói vậy. Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Tức là ba cái vừa rồi đó, thì lập tức họ biểu tình liền, họ nói rằng là như vậy là đã chê bai và đã hoàn toàn ngả theo quan điểm của Sa Môn Gotama. Tức là nếu như mà không có handsome pleasing ý, tức là không có đẹp trai khả ái thì thôi khả dĩ cũng được vì nó không có liên quan lắm. Nhưng mà bỏ ba tập vệ đà đi thì đâu còn cái nội dung gì của một cái vị Bà La Môn nữa. Rồi tiếp tục bỏ cái thọ sanh Bà La Môn, không còn là một Bà La Môn, tức là sinh ra không phải là một Bà La Môn mà vẫn là một Bà La Môn thì hoàn toàn là ngả theo Đức Phật rồi. Đó, thì họ lập tức họ ào ào lên, họ phản đối. Đấy, lúc đó là Đức Phật chúng ta thấy là đi cùng với 500 vị tỳ kheo, và ông Sonadanda này cũng được nói là đi cùng với lại hơn 500 vị Bà La Môn khác. Thì tất cả những cái người đó khi mà nghe Sonadanda nói vậy là họ ào ào lên, họ phản đối. Họ phản đối thì ở đây chúng ta thấy này, Đức Phật trả lời này số 18 này, cái này chắc chúng ta cũng gặp rồi. Đức Phật nói với những cái vị Bà La Môn mà phản đối đó: Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda không phải là bậc Đa Văn, không phải là nhà hùng biện, không phải là bác học, không có thể biện luận với Gotama về vấn đề này, thời Bà La Môn Sonadanda hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng Bà La Môn Sonadanda là Đa Văn, là học rộng có thể biện luận được ấy, thì đứng yên để cho Bà La Môn Sonadanda biện luận với ta.
cái này hiểu chữ D đúng không? Dạ. Ừ, tức là Đức Phật nói rằng là nếu như mà thấy là cái ông Bà La Môn Xuân Na Na này là rốt nát đấy thì hãy đứng ra biện luận với lại Đức Phật, còn nếu như mà thấy ông ấy giỏi hơn ấy thì tôi đứng im ấy, ngồi im đấy để cho ông này nói chuyện với tôi. Thì chúng ta thấy là Bà La Môn Xuân Na Na là một cái người mà học rộng tài cao, tức là một cái người rất có tiếng tăm. Những cái vị Bà La Môn đi theo là đều là kính trọng và vâng theo lời ông Sonaranda, cho nên là họ đâu dám ra đối thoại với Đức Phật, là phải để cho ông Sonaranda thôi đối thoại thôi. Và chúng ta thấy là Đức Phật ở đây thể hiện một cái như đã nói đó là cái gì? Đúng, tức là cái mạnh mẽ của Đức Phật phải sao? Cái này phải không phải là khéo léo mà nó thành cái dũng người. Tức là chúng ta thấy là một cái hội chúng mà chúng ta đứng ở trong cái lớp mà 50 người thôi là chúng ta thấy là có một cái sợ hãi đám đông rồi. Mà Đức Phật chúng ta thấy là gồm có 500 vị tỳ kheo, rồi hơn 500 Bà La Môn, chúng ta thấy là trên 1.000 người, trước một hội chúng trên 1.000 người ấy, để mà cất được cái lời tuyên bố này là cái dũng lực phải rất là lớn. Mà để có cái dũng này thì chúng ta cần phải cái gì? Muốn rồi bây giờ cần cái gì nào? Trí. Rồi có người nói là bi. Rồi, cả bi cả trí cho chắc ăn. Còn một cái nữa. Không, dũng là từ những cái này nó sinh ra. À, lần trước học rồi, ba đức của Đức Phật á. Tịnh đức, bi đức và trí đức. Tịnh là cái gì biết không? Không phải. Tâm lặng. Dạ. Calm á. Trầm lặng á. À, trầm lặng cũng đúng, nhưng mà từ đâu nó có cái trầm lặng đó? Đúng rồi, chính xác. Tịnh đức chính là giới đức. Cái gì cũng vậy thôi. Giới định tuệ mà. Bởi vậy cho nên là cái nấc thang của Đạo Phật nói là không tu giới, tức là không giữ giới thì không bao giờ có những cái đẳng bậc tiếp theo, không bao giờ chứng được. À, chúng ta thấy là có được cái dũng này là phải nhờ có giới, phải nhờ có tịnh đức. À, đúng rồi, lần trước chúng ta học trong kinh sợ hai kiếp đảm, còn nhớ đúng không? Sợ hai kiếp đảm, Đức Phật nói rằng là các cái vị Bà La Môn, Sa Môn, Bà La Môn khác ở trong rừng mà sợ hãi nó khởi lên á, sợ hãi tức là không có dũng thôi. Sợ hãi khởi lên là bởi vì sao? Là bởi vì họ còn có những nhiễm ô, tức là không có tịnh này. Đó, không có tịnh. Tức là không giữ giới, tức là giới không có viên tròn, cho nên là sợ. Còn Đức Phật là gì? Đức Phật nói rằng là ta không có những cái điều này, cho nên là ta đâu có sợ, cho nên là ngài dũng. Dũng, cho nên là từ cái tịnh này là có cái bi, có cái trí. Tịnh không thôi chưa đủ, tịnh không thôi mà tức là không có sợ hãi thì có đấy, nhưng mà cái khả năng đối thoại không có, cho nên là cần phải có cái bi. Và phải có cái bi, bi là gì? Tức là để mà đối thoại, để mà chuyển hóa họ, chứ không phải để cái mục đích là cãi lộn. Và có cái trí. Sao? Bên cắm bên là cái cãi lộn đấy. Cho nên là cần có cái bi, cần có cái trí, phải có ba cái này nó mới tạo ra một cái dũng. Còn nếu không thì là chỉ là cái này nó không phải là cái dũng trong Đạo Phật nữa, mà nó là cái gì? Cái sự tà ác thôi. Nếu mà không có bi, không có trí thì không, nhất là không có cái bi này ấy, tức là chúng ta chỉ muốn là quật ngã đối phương á, để cho nó đã chết rồi, rú cho nó cắn, cho nó chết thêm á, thì chúng ta thấy là để cho đưa chúng ta lên á, thì chúng ta thấy là nó không có cái bi, đúng không? Thì để mà có một cái dũng mà tuyệt đối trong Đạo Phật đó, thì chúng ta phải có bi đức, trí đức và tịnh đức. Chúng ta cần phải. Và cái này lần trước trong cái bài Sa Môn Quả cũng nói rất rõ rồi, nó là chính là cái ý nghĩa của một vị tỳ kheo. Chúng ta tu tức là chúng ta bố ma phá ác, đó là cái này đó. Rồi khi mà nói như vậy thì tất cả các Bà La Môn kia im lặng, không dám nói nữa. Cho nên là lúc đấy thì ông Sonaranda ông ấy đứng ra, ông ấy can thiệp nói là, à, xin Đức Phật cứ ngồi yên đó để tôi để tôi đối thoại với các cái Bà La Môn này, tức là để tôi đối thoại để dẹp họ yên, chứ ngài đừng có không, ngài không cần thiết phải đối thoại với những người này, bởi vì trí tuệ của họ không có vượt qua tôi.
thì ông Sonana ông mới đứng ra ông nói, ông lấy cái ví dụ ở trang số 119 và mục số 20 đó. Thì ông đưa cái ví dụ rất đơn giản thôi, tức là có cái đứa cháu của ông là tên là Angaka. Angaka tức là con của em gái của ông ấy. Thì ông nói rằng là mọi người có thấy Angaka là người cháu của tôi đang ngồi đây không? Thì ở cái gạch đầu dòng 1, 2, 3 đó, các hiền giả đó. Các hiền giả thanh niên Angaka là đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc trừ Samun Gotama. Chúng ta thấy là cái nhan sắc của Đức Phật, tức là cái đẹp trai của Đức Phật chúng ta thấy rất rõ ràng. Đó, nhờ có một cái phước đức rất là lớn cho nên là mới có thể đẹp trai và mới sinh vào những cái nhà quyền quý được. Chúng ta thấy là nếu như mà Đức Phật mà lèm nhèm thua ông ấy, không đẹp trai bằng ông ấy là nói cũng đã khó rồi. Chúng ta thấy là phải có những cái điều kiện đó thì mới có thể khuất phục được con người. Và nhờ cái phước mà nó tự có thôi chứ không có cái gì hết. Thì ông nói rằng là, đó thì cháu của tôi này, Angaka, đầy đủ tất cả mọi cái điều kiện ở trên đây. Nhưng mà nếu như mà cái dòng tiếp theo đó ông nói là, nếu như mà nó giết hại các loài hữu tình, lấy của không cho, tư thông với người khác, nói láo uống rượu, thì dung sắc làm được cái gì, thọ danh làm được cái gì. Cho nên chúng ta thấy là rõ ràng rằng là ông kết luận rằng là rõ ràng là chỉ có giới đức và trí tuệ mới có thể làm lên được một vị Bà La Môn chân chánh mà thôi. Như thế thì đó là cái thứ ba, là ông đã khuất phục được các cái Bà La Môn này, tức là ba cái điều kiện 1, 2, 3 này là bỏ rồi. Bây giờ đến tiếp theo, Đức Phật nói tiếp ở số 21 này. Bây giờ Đức Phật nói rằng là bây giờ còn hai đức tánh đấy có thể bỏ bớt được cái nào không? thì các vị thấy sao? Có bỏ cái nào nữa không? Không. À, đúng rồi, không có bỏ được nữa. Bởi vì ông nói rằng là cái trước cái số 22 trang số 120 đó, ông nói rằng là chỗ nào mà có trí tuệ thì chỗ đấy có đức hạnh, chỗ nào có đức hạnh thì chỗ đấy có trí tuệ. Cái kết luận của ông là gì? Cuối trước số 22 đó, người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa là giới hạnh và trí tuệ cái nào quan trọng hơn? Cái này phải xem lại. Rồi bây giờ, cái nào quan trọng hơn nào? Đấy. Rồi bây giờ số 1 là nhiều ý kiến quá, 1 là giới, 2 là cái, 2 là cả hai. Rồi có ai là 3 là nói là trí không? Wow. Nghe chừng không ai thích trí tuệ lắm. Rồi chúng ta đọc cái chỗ này này, dòng số 3 từ trên xuống trang số 120. Tôn giả Gotama cũng như lấy bàn tay để rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân cũng vậy. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Vậy thì sao? Cái này mới đúng. Hai cái này không thể tách rời nhau được. Nếu như mà không có trí tuệ thì chúng ta không có giữ giới đúng. Chẳng hạn như thế nào? Ví dụ như là chúng ta giữ giới không nói dối thì chẳng hạn. Giữ giới không nói dối như có cái ví dụ của Đức Phật đó, tức là có người thợ săn, họ đang săn một con hươu. Nó chạy ngang qua hỏi Đức Phật là có thấy con hươu chạy qua không? Đức Phật nói không thấy. Thì Đức Phật nói dối, đúng không? Chúng ta thấy là nếu mà giữ giới mà đúng theo cái tinh thần giữ giới đó thì chúng ta thấy là không có trí tuệ. Thì nó cũng không phải là giữ giới, cho nên là mặc dù cái này là nền tảng đó, nhưng mà chúng ta thấy là hai anh này nó không thể tách rời nhau được. Cũng như từ bi và trí tuệ, hình như trong cái môn tư tưởng Phật học chúng ta có học rồi đó, là hai cái không thể tách nhau được. Thì khi mà hỏi như vậy thì ông nói là thưa tôn giả Gotama, không có thể mà loại bỏ được bất kỳ một cái điều kiện nào nữa, cho nên là bắt buộc phải đầy đủ hai cái này. Thì Đức Phật gật đầu đồng ý. Và chúng ta thấy là cái điều tiếp theo này, sao ạ? Không phải, cái này không phải là bị dồn vào chân tường mà
có một lần trong bài kinh nào Đức Phật có nói, Đức Phật nói là Ngài không có tranh luận với đời, nhưng mà cuộc đời luôn luôn tranh luận với Ngài. Tức là họ thấy Ngài có tiếng tăm thì bắt đầu họ muốn tìm cách họ hạ gục Đức Phật. Đấy là đa phần là vậy, nhưng mà có những cái trường hợp ấy là không có như ông này, thì đến một cách hòa thuận. Thì Đức Phật chúng ta thấy là Ngài trao đổi cũng rất là hòa thuận, chứ không có cái gì, không làm cho người ta mất mặt. Tức là người ta gọi là giống như mình gọi là discussion thôi, tức là mình trao đổi với nhau để mà học hỏi thêm thôi. Thì chúng ta thấy là trước số 23 này, Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực về vấn đề này. Lành thay nếu Tôn giả Gotama giải thích ý nghĩa của câu nói đó. Tức là gì? Khi mà ông ấy kết luận rằng là giới đức và trí tuệ này không có thể bỏ được bất kỳ điều kiện nào, thì Đức Phật gật đầu đồng ý. Và Đức Phật nói rằng là vậy thì giới đức là cái gì, trí tuệ là cái gì? Tức là hỏi ông ấy, thì ông nói rằng là ông chỉ biết đến mức đấy là hết rồi. Chúng ta thấy là ông là một cái người rất là nổi tiếng, nhưng mà cũng chỉ biết ở trên bề mặt thôi, như vừa nãy đã nói đó. Đã, nên là thiếu một cái bề sâu, tức là họ chỉ biết một cái phần bề nổi thôi. Cũng có biết một chút chút về giới đức là cái gì và trí tuệ về cái gì, nhưng mà đi sâu vào vấn đề thì họ không có khả năng đó, cho nên mới hỏi Đức Phật giải thích về cái đó. Thì Đức Phật giải thích phần thứ hai của bài kinh đó, tức là tà tu đó, là Đức Phật giảng về cái phần thứ nhất của bài kinh, tức là đặc tính của Bà La Môn. Cái phần thứ hai của bài kinh, tức là Đức Phật giảng về giới đức và trí tuệ. Thì cái này chúng ta gặp rất nhiều, gặp từ những bài trước rồi, gặp trong bài Sa Môn Quả rồi, không có lặp lại. Rồi đến phần thứ ba của bài kinh. Phần 3 của bài kinh là ông này ông ấy xin quy và nhận Đức Phật làm đệ tử, nhưng mà có một cái khác là ông này ông ấy không có đắc được quả tu đào hàm giống như ông Bà La Môn trước ấy, là ông nào bạn nhớ không ạ? Pokhasarati. Tức là ông Pokhasarati sau khi mà mời Đức Phật đến thọ thực và được Đức Phật thuyết pháp ấy, thì ông ấy đắc được pháp nhãn và đắc được quả tu đạo hàm. Nhưng mà ông này ông ấy không đắc được quả, bởi vì sao? À đúng rồi, chúng ta đọc cái số 26 này là kết thúc được này, 26 trang số 121. Tức là sau khi thọ thực, sau khi Đức Phật thuyết pháp rồi và ông nghe pháp xong rồi, thì ông ấy xin quy Đức Phật, thì ông ấy nói số 26 này: Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng, nếu con từ chỗ ngồi đứng dậy và đảnh lễ Gotama, thời hội chúng này sẽ phỉ báng con. Ai bị phỉ báng, danh tiếng tổn giảm, và danh tiếng tổn giảm thì thâu nhận cúng dường cũng giảm. Cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng, cho nên là nếu như ông ra điều kiện đã quy Đức Phật rồi, nhưng mà ra điều kiện ông nói là gì? Tức là Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con chắp tay vẫy chào thì mong nhận đấy là đang đứng dậy, nếu như mà tháo khăn đầu ra thì đấy là đang vẫy chào, nếu như mà đang đi trên xe đó mà nếu con xuống xe đảnh lễ thì bị mất mặt. Cho nên là ông ấy trước cái dòng thứ ba đó, tức là nếu mà đang đi trên xe mà ông ấy hạ cái cán roi xuống, tức là biết là ông đang xuống xe đó. Tức là ông ấy sợ bị người ta thấy là mình là một cái người đức cao vọng trọng, là cái người có tên tuổi mà phải cúi đầu xuống chào Đức Phật thì kỳ quá. Cho nên ông nói rằng là nếu như mà ông làm cái đó, tức là ông đang đảnh lễ vái chào Đức Phật đó, chính vì ông ấy là còn giữ cái địa vị, tức là còn tự hào về giai cấp, mà tức là hoàn toàn không bỏ được cái ngã của mình ấy, cho nên là nó còn bị dính mắc vào đấy, cho nên là ông ấy chỉ là một cái vị đệ tử của Đức Phật thôi, chứ không có đắc được quả giải thoát giác ngộ giống như ông Pokhasarati. Thế cho nên là chúng ta thấy là một lần nữa lặp lại, nếu mà chúng ta tu đó, mà một ngày mà chúng ta thấy mà cái ngã của chúng ta nó nở này nở ra đó, thì nhiều ra đó là chúng ta ăn đúng thức ăn đó. Là chúng ta mập lên, tức là cái ngã chúng ta to lên, là chúng ta thấy là to lên là đến lúc cái cửa này không có vừa là chúng ta không có đi được. Còn nếu mà cái ngã chúng ta một ngày mà tu mà nó nhỏ nhỏ lại, chúng ta đi chỗ nào cũng được, khỏe lắm. Cho nên làm sao tu làm sao để cho một ngày cái ngã chúng ta nó một nhỏ xuống ấy, thì cái đó là cái thành tựu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy ngày nó một to ra là chúng ta đừng có vội tự hào. Thì đó là nội dung của bài kinh, nói về năm cái đặc tính của một vị Bà La Môn. Và cuối cùng lại thì chỉ có hai điều kiện để làm nên một vị Bà La Môn hay một vị thánh nhân đó, là giới đức và trí tuệ. Và phần thứ hai thì Đức Phật giảng về giới đức là như thế nào và trí tuệ là như thế nào. Và phần thứ ba là ông ta quy Đức Phật. Thì đó là nội dung của bài kinh Chủng Đức. Thì chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì không? Lúc nào cũng nhằm hết giờ để hỏi. Chắc ăn nhất. Chúng ta nghỉ ở đây, hôm sau chúng ta học bài kinh Uttaranda.
nghe bài kinh này cũng thâm trầm lắm. Ngày mai có hai. Ngày mai à? Ngày mai thầy có hai tiết luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi chúng ta hồi hướng nha. Dạ. Mai học hai tiết luôn đúng không? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Hình như tuần sau cũng vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Nguyện đem